Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kiến thức của Oxford English UK Việt Nam và cô là Lan Phương. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với các em một đề bài writing cũng liên quan tới chủ đề festival, là một chủ đề rất là hot trong những ngày gần đây, những ngày đầu năm. Vậy thì nó không chỉ phổ biến ở trong speaking mà trong writing nó cũng đưa vào một đề bài task 2 nữa. Mình hãy cùng xem đề bài nhé. In some parts of the world, traditional festivals and celebrations have disappeared or are disappearing. What problems is this causing and what measures could be taken to counter this situation? Ok, vậy là chúng ta có thể thấy đề bài này sẽ bàn về việc là những cái lễ hội truyền thống ở nhiều quốc gia thì hiện tại đang có xu hướng là đã biến mất một phần hoặc là sẽ biến mất trong tương lai. Vậy thì nhìn trên màn hình các em có thể thấy những từ khóa quan trọng mà chúng ta cần xác định được để làm tốt bài này, đó chính là những từ sau. Đầu tiên đó là cụm some parts of the world. Cụm tiếp theo đó là traditional festivals and celebrations. Disappeared, are disappearing. Và những từ khóa quan trọng trong câu hỏi gồm có problems, measures, and counter these situation. Trước khi nhìn vào dàn bài gợi ý của cô thì các em hãy thử dành ra 10 phút để mình có thể tự brainstorm những ý tưởng riêng cho mình đối với đề bài này nhé. Let's go! Ok, hy vọng là các em đã có được một vài cái nét chấm phá riêng dành cho ý tưởng của mình. Sau đây thì sẽ là dàn bài gợi ý của cô. Mình có thể so sánh chéo với cái dàn bài gợi ý của cô này và xem là mình có thể học hỏi được gì lẫn nhau không nhé. Đầu tiên là với phần mở bài introduction của cô sẽ có hai câu. Câu văn thứ nhất cô sẽ paraphrase the question, tức là mình sẽ paraphrase lại đề bài. Và câu số 2 thì mình sẽ đưa ra một cái ý kiến cá nhân mà mình dùng để trả lời câu hỏi, a clear thesis statement. Tiếp theo với body 1, mình sẽ xử lý về các nguyên nhân của cái việc những truyền thống này nó đang mất đi. Và cái lý do chính cô đưa ra ở đây đấy là văn hóa nó có thể bị lãng quên dần. Theo đấy thì sentence 1, câu văn đầu tiên, cô sẽ nêu ra một topic sentence, một câu chủ đề đoạn. Tiếp theo với câu văn số 2, cô sẽ sử dụng một supporting idea, tức là một ý bổ trợ cho câu topic ở phía trên. Ở đây thì cô nêu ra đó là một vài lễ hội quốc tế thì đang có xu hướng rất là nổi tiếng và chiếm ưu thế hơn so với những cái lễ hội truyền thống. Và tiếp theo là câu số 3 sẽ là ví dụ cho cái việc đấy. Ví dụ như là ở đất nước Trung Quốc thì họ đang mất dần những cái truyền thống lâu đời của họ bởi vì những cái festival quốc tế được ngoại nhập vào. Và câu số 4 sẽ là câu mà cô mở rộng ra thêm về những cái long term effects, tức là những cái hậu quả lâu dài của vấn đề này. Ví dụ như là các cái truyền thống sẽ bị lãng quên, kèm theo sẽ là ngôn ngữ và các cái món ăn. Còn sang đoạn 2 thì là cái đoạn mà mình sẽ dành cho để nói về giải pháp, solutions. Thì ở đây cô sẽ chia ra giải pháp dành cho hai đối tượng. Thứ nhất là đối với chính phủ và thứ hai là đối với các cá nhân, dân cư. Câu 1 đương nhiên của mình vẫn sẽ là topic sentence. Mình sẽ nêu ra một câu chủ đề để gói gọn cả đoạn này. Câu số 2 là main idea đầu tiên, mình sẽ nói về vai trò của chính phủ trước. Sau đó thì mình sẽ nêu ra ví dụ. Ví dụ như là chính phủ có thể cung cấp những khoản ngân sách để có thể thúc đẩy những cái lễ hội truyền thống này. Câu tiếp theo, câu số 4, mình sẽ dành ra để nói cho ý số 2 liên quan tới những người cá nhân. Thì ở đây cô sẽ thu hẹp phạm vi lại là những người trẻ, bởi vì họ là những người nên gắn kết hơn với gốc rễ của quê hương và văn hóa. Và câu số 5 thì mình sẽ đưa ra một sự thật, đó là cái giải pháp mà người trẻ đã engage với truyền thống thì đã được thực thi ở một số đất nước rồi, tức là nó đã được thịnh hành tới một mức độ nào đó. Và conclusion, tất nhiên là mình sẽ làm hai việc. Thứ nhất là mình sẽ tóm tắt lại cái lý do mà mình nêu ra trong bài, và thứ hai là mình cũng sẽ tóm lại cái giải pháp mà mình nêu ra ở đoạn số 2. Ok, vậy trên đây sẽ là dàn bài của cô dành cho đề bài này. Hy vọng là có thể giúp các em thêm về mặt ý tưởng hoặc là cũng như về mặt ngôn ngữ. Còn sau đây thì mình hãy cùng theo dõi tới bài full essay khi mà cô triển khai ra thành một bài hoàn chỉnh nhé.
Ok, vậy là video đến đây là kết thúc. Hy vọng là một bài writing này không phải là quá tải dành cho tất cả các em. Và mình hãy cố gắng xem lại video này nhiều lần để mình có thể hiểu sâu hơn về cách cô triển khai mạch ý nhé. See ya!